Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món lẩu bò nhúng giấm Một món ăn rất là ngon, cách làm thì cũng rất là đơn giản lắm Sao cho cái phần lẩu giấm không quý vị Mà mình nấu ra nó có cái vị chua chua nè Rồi thanh thanh nè, ngọt ngọt và hơi mặn nhẹ và cay nhẹ tí nữa Nhúng với bò thì khỏi phải nói, chấm với mắm niềm nữa thì ăn rất tuyệt vời lắm luôn Rồi Hôm nay mình sử dụng à, nửa kg thịt bò nha quý vị Hôm nay mình mua bò à, lê Bò à, đã sắt lát mà mỏng nghe sẵn rồi về mình chỉ rửa lại với à, nước muối lỏng thôi Cho nó thật là sạch Và nguyên liệu không có thiếu khác đó là giấm nha quý vị Giấm thì nhà mình nuôi sẵn luôn đó Một chai thì rất là to Nhưng mình nấu thì khoảng một chén à, lưng là được rồi Rồi, bún nè Mắm niêm nè Nước dừa tươi Tỏi xả băm rồi khóm xả cây rồi củ hành tây ngò rai rau ôm ớt rồi rau ăn sống thì gồm có gốc cá nè rồi tí tô dân dân dưa leo nữa rồi bánh tráng để mình gói rồi trước tiên thì mình sẽ cho 1 phần ba muỗng cà phê bột ngọt 1 phần 3 muỗng cà phê tiêu xay và trong dĩa thịt bò rồi đường cát mình cho 2 muỗng uh, cà phê đường cát vào nước tương thì mình sẽ uh, cho một muỗng cà phê nước tương vào dầu ăn thì mình cho một muỗng cà phê dầu ăn vào xà băm á cái gì thì mình sẽ uh, cho một ít vào cũng khoảng một uh, muỗng canh xà băm á rồi sau đó thì mình sẽ uh, đảo đều lên để cho các miếng thịt bò của mình đó, nó sẽ thấm đều qua các gia vị nè quầy xả nè rồi sau đó thì mình sẽ nhúng với lẩu giấm thì nó sẽ rất là thơm ngon đậm đà lắm thịt bò thì mình nên ốp sơ qua nghe quý vị rồi sau một hồi mình đã trộn đều rồi mình sắc vài lát ớt lên để trang trí cho đẹp thôi rồi các tép tỏi thì mình cũng đập cho nó dập dập nè. Rồi sau đó thì mình cũng băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra luôn để nữa mình phi. Ba cây xả thì mình đập cho nó dập dập chủ yếu là mình lấy cái phần gần gốc thôi. Rồi mình sẽ cắt khúc khúc ra tầm cũng khoảng 3 4 phân. Hai trái ớt, ớt này cay lắm, mình cũng cắt khúc khúc ra luôn. rồi mình sử dụng một trái ớt à, cay thôi, mình sắc nhỏ nhỏ ra rồi mình à, băm cho nhuyễn nhuyễn ra luôn để nữa mình sẽ à, cho vào trong cái phần à, mắm niêm hồi mình sẽ làm luôn rồi ngò gai và rau thơm thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra mình cho vào trong à, lẩu giấm để cho nó thơm và ngon củ hành tây thì mình sắc à, ngang ngang như vậy nè hôm nay mình sử dụng hai à, củ hành tây cũng nhỏ nhỏ thôi rồi, nửa trái khóm, mình chẻ ra làm hai mình bỏ đi cái phần à, cùi ngay chính giữa của à, khóm, rồi sau đó thì mình sẽ băm nhuyễn à, nhuyễn ra. Mình lấy khoảng à, 1 phần à, 3 của nửa trái khóm này quý vị, thì mình băm cho nó thật là nhuyễn, tí nữa mình làm băm niêm, mình cho vào. Rồi, phần khóm còn lại thì mình băm hơi nhuyễn nhuyễn là được rồi, để nữa mình à, sẽ à, cho vào trong lẩu à, giấm. Đó, sau một hồi thì mình băm cũng uh, nhuyễn nhuyễn như vậy là được rồi rồi mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho một ít tỏi vào rồi xả băm mình cho một ít vào luôn Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần uh, mắm niêm trước món uh, bò mà nhúng giấm cái uh, khâu cũng rất là quan trọng là mắm niêm nè mình làm nước chấm sao cho nó thật là ngon đậm đà mình chấm với bò nhúng chấm thì rất tuyệt vời rồi mình sẽ cho vào năm muỗng canh mắm niêm khi mà mình phi tỏi xả đã dậy cái mùi thơm rồi rồi sau đó thì mình sẽ đảo đều lên đó, cho phần mắm niêm của mình nó dậy cái mùi thơm lên luôn rồi tiếp đến thì mình sẽ cho hai muỗng canh nước lọc vào Rồi tiếp tục mình đảo đều lên Rồi mình sẽ cho vào chút xíu gia vị nha quý vị Rồi mình cho vào khoảng 1 phần 4 muỗng cà phê bột ngọt Rồi mình cho vào 2 muỗng cà phê đường cát Rồi tiếp tục mình nấu đến khi nó sền sệt lại là được rồi Đó bây giờ thì nó đã sền sệt lại rồi Mình cho ớt vào rồi mình đảo đều qua một vườn rồi mình sẽ tắt lửa luôn rồi bây giờ thì mình sẽ cho ra dĩa luôn cái phần nước chấm của mình nè Ồ hấp dẫn lắm luôn Rồi mình cho hết ra luôn Và bây giờ thì mình sẽ cho phần khốm băm nè Mình cho hết vào rồi mình đảo đều lên Rồi mình sắt một ít ớt lên trên thôi để trang trí nhìn cho nó đẹp mắt hơn Đó, nguyên dĩa nước chấm ấm niêm nè. Cách làm đơn giản và hấp dẫn lắm luôn. Rồi, bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào. Khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho phần xả cây, ớt nè vào để uh, mình phi. Bây giờ mình sẽ nấu cái phần uh, lẩu giấm nha quý vị. Đó, mình phi tầm cũng khoảng uh, một phút rồi mình sẽ cho phần uh, tỏi băm vào mình phi chung luôn rồi tiếp tục mình sẽ uh, đảo đều lên Đó, bây giờ nó đã dậy cái mùi thơm lên rồi Thì mình sẽ cho củ hành tây vào Rồi, tiếp tục mình đảo đều lên Tầm cũng khoảng một phút nữa là được rồi Rồi, bây giờ mình sẽ cho nước dừa tươi vào Bọc nước dừa tươi này thì cũng nhỏ thôi Khoảng hơn nửa lít à Mình cho hết vào luôn Rồi, mình sẽ cho thêm nước lọc vào nữa Tô nước lọc này thì cũng khoảng 400ml Rồi, bây giờ thì mình sẽ đảo đều lên rồi tiếp tục mình nấu à, sau một hồi đã rất là sôi lên rồi thì mình sẽ cho khoảng 1 phần ba muỗng canh muối nè chút xíu bột ngọt vào nửa muỗng canh hạt niêm đường cát thì mình sẽ cho hai muỗng canh đường cát vào rồi tiếp tục mình đảo đều lên để cho các gia vị nó sẽ tan ra hết luôn. Mình nấu thêm khoảng một phút nữa rồi mình cho các nguyên liệu khác vào. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho phần khóm băm vào nè. Rồi tiếp tục mình nấu khoảng 3 phút nữa để cho khóm nó ra cái mùi vị hương thơm đặc trưng của khóm nha quý vị rồi sau đó mình sẽ cho giấm vào đó mình nấu thêm 3 phút nữa rồi bây giờ thì giấm thì mình sẽ cho khoảng một chén lưng thôi tại giấm của mình nó chua dữ lắm cho nên mình cho ít thôi rồi mình sẽ cho thêm một muỗng canh nước mắm nữa rồi mình đảo đều lên lúc này thì mình sẽ niêm nếm lại nghe quý vị để cho nó vừa ăn hợp với uh, khẩu vị ở gia đình mình. Đó, bây giờ thì có thể uh, tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha quý vị mà mình có thể niêm thêm hoặc là da giảm lại sao cho nó vừa ăn. Chua quá thì mình sẽ thêm đường, còn uh, hiếu độ chua thì mình sẽ thêm giấm. Đó, đây là thành phẩm của mình nè. Và bây giờ mình quay cận lại nguyên uh, chảo lẩu uh, giấm nè. Đó, thịt bò thì mình sẽ uh, Ăn tới đâu, mình cho vào, mình nhúng tới đó Rồi mình rối với bánh tráng, bún, rồi các loại rau sống á Mình chấm với mắm niêm nữa, ăn rất tuyệt vời Đó, chảo lẩu nhúng nhấm nè, hấp dẫn lắm luôn Chua chua, ngọt ngọt, gà cay cay nữa Và mặn mặn nhẹ nữa Và đặc biệt là vị hương thơm đặc trưng của giấm á quý vị Ngon tuyệt vời lắm Đó, hấp dẫn quá luôn rồi, Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.